Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 168. Tên dâu xồm quan sát Ngô Bình rồi hừ nói, cậu là chủ của đan lâu này hả? Ngô Bình, đúng, các người định làm gì? Tên dâu xồm lấy một tờ giấy ra rồi nói to, thành chủ đại nhân lệnh cho chúng tôi đến đây kiểm tra đan lâu của cậu, để xem có đan dược nào là giả hay không. Ngoài ra, cậu còn phải nộp đủ thuế từ ngày khai trương đến nay. Tôi đã xem qua sổ sách rồi, cậu phải nộp 30.000 tỷ tiền tiên. Ngô Bình bình thản nói, chúng tôi kinh doanh hợp pháp, các người chẳng có lý gì mà kiểm tra cả. Mà tôi cũng không nộp thuế đâu. Tên kia xa sầm mặt nói, cậu định đối đầu với thành chủ à? Cậu có lường được trước hậu quả khi làm vậy không? Ngô Bình, cùng lắm thì tôi chuyển khỏi Giang Nam thành. Tên kia cười mỉa, chuyển đi ư? Đừng có mơ, thành chủ đã nói đan lâu của cậu là mục tiêu trọng điểm cần chú ý, sau này cậu phải làm ăn ở đây, chứ không được rời đi. Ngô Bình tức đến bật cười, sao trên đời lại có một nha môn bá đạo và vô lý đến thế? Anh nói, thế à? Thành chủ của các người còn nói gì nữa không? Người kia nói, thành chủ còn bảo sau này cậu phải miễn phí luyện đan cho phủ của thành chủ. Quỳnh! Một luồng sát quang tỏa ra từ trong người của Ngô Bình, loáng cái nó đã bao trùm tất cả nhóm nha dịch. Sát khí lan ra, đám người kia lập tức hóa thành cho bụi, chết rồi cũng không biết tại sao mình chết. Đây chính là sự đáng sợ của thiên sát thuật. Có vài cường giả cảnh giới thần thông còn chẳng có cơ hội phản ứng. Giết đám người đó xong, Ngô Bình nói với Đường Tử Di, em thu dọn đồ rồi dẫn tất cả mọi người về nhà đi. Đường Tử Di biết Ngô Bình không định ở lại đây nữa nên gật đầu hỏi, chúng ta chuyển đi đâu hả anh? Ngô Bình, đến tiên giới nguyên sử, anh có mấy người bạn ở đó nên cũng có chút quan hệ, tính ra vẫn ổn hơn ở đây. Đường Tử Di gật đầu, vậy anh cẩn thận nhé. Ngô Bình, anh phải đi gặp tên thành chủ chó má kia, để xem hắn có mấy cái đầu mà dám động đến anh. Dứt lời, anh lập tức biến mất. Có một tu sĩ thanh niên đang ngồi trong đại điện ở phủ thành chủ, các thương nhân của Giang Nam thành đang quỳ bên dưới. Cửa hàng và tài sản của họ đều bị niêm phong nên giờ họ đang quỳ ở đây để xin lại. Người thanh niên này chính là thành chủ mới đến. Hắn liếc nhìn mọi người ở bên dưới với vẻ lạnh lùng, sau đó bày ra dáng vẻ rất hưởng thụ khi được người khác cầu xin. Trả lại cho các người thì cũng được thôi, động thiên thanh linh là của Hoàng Triều Thái Ất, Giang Nam Thành cũng thế. Các người đã sống ở đây lâu vậy rồi mà chưa từng đóng thuế. Giờ khác rồi, Hoàng Triều chuẩn bị siết chặt quản lý động thiên thanh linh, cho nên tất cả mọi người phải tuân thủ quy định. Đúng lúc này, có một bóng người xuất hiện, đó chính là Ngô Bình. To gan, kẻ nào dám xông vào phủ thành chủ, một thị vệ chạy tới, ánh đao lóe lên định chém đầu Ngô Bình. Ngô Bình vung tay lên, một luồng sức mạnh đáng sợ đã đánh bay thị vệ kia lên cao rồi nổ banh xác. Anh vừa ra tay đã giết người khiến thành chủ lộ ra vẻ sát khí rồi u ám nói, to gan. Dám dở thói ngang ngược ở phủ của bản thành chủ. Ngô Bình nói, anh dám niêm phong đan lâu của tôi, thu thuế rồi còn bắt tôi luyện đan cho anh. Anh lấy đâu ra dũng khí khi làm vậy thế hả? Hắn hạ lệnh, lôi xuống. Ngay sau đó đã có bốn luồng khí tức của cường giả tầng thứ 9 cảnh giới thần thông đã xuất hiện, tiếp đó đã có bốn người bao vây Ngô Bình. Lũ tép diêu này, diệt. An Hô lại vung tay lên, tinh lực thiên sát lao ra rồi tạo thành một sát trận ở trên cao, tia sét màu đen xẹt qua, bốn cao thủ kia chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đánh tan thành mây khói. Thành chủ phát hoảng, sau đó thấy có một bóng người xuất hiện trước mắt, thì ra Ngô Bình đã bóp cổ hắn. Thành chủ biến sắc mặt rồi run rẩy nói, có gì thì từ từ nói. Ngô Bình giơ tay xuống thắt lưng hắn rồi tháo một chuỗi ngọc bài xuống thì thấy bên trong là một động thiên chứa rất nhiều tiền tiên và bảo bối, ngoài ra còn có đan dược và dược liệu. Anh nói, quả nhiên anh có nhiều tiền thật, đều vơ vét của dân đúng không? Lẽ nào anh không biết có những người mình không được phép động tới à? Thành chủ nói ngay, anh bạn, những thứ này rất có giá trị, anh lấy cả đi, xin anh đừng giết tôi. Giác! Ngô Bình đã bẻ gãy cổ hắn, sức mạnh thiên sát tiến vào cơ thể thành chủ rồi biến hắn thành cho bụi. Giết người xong, anh nói, anh chết rồi thì đồ vẫn thuộc về tôi mà.
Thấy Ngô Bình giết thành chủ, những người khác đều ngồi im xem với vẻ kinh hãi. Sau đó, Ngô Bình thong dong bỏ đi như trốn không người. Về tới nhà, anh lập tức dẫn người nhà cùng toàn bộ tài sản đến Cửu Dương Cảnh. Ở Cửu Dương Cảnh có trận pháp vận chuyển tới tiên giới nguyên sử, vì thế Ngô Bình có thể chuyển tất cả đến thẳng đó. Sau khi quay lại Cửu Dương Cảnh, Ngô Bình đã đến tìm Thần Bằng. Thần Bằng nhìn thấy Ngô Bình thì thoáng kinh ngạc rồi nói, Ngô Bình, sao cậu lại về đây? Ngô Bình, Thần Tông Chủ, tôi cần ông giúp một chuyện, hãy đưa chúng tôi đến tiên giới nguyên sử. Thật ra, Thần Bằng cũng không đồng ý với cách làm của Thượng Tông Chủ, hơn nữa ông ấy cũng khá thân với Ngô Bình nên lập tức gật đầu nói, được thôi. Loáng cái, cả nhà Ngô Bình đã đến địa bàn của Ngạo Thế Đan Tông bằng trận pháp vận chuyển. Nhưng anh cần đưa họ tới Thần Châu ngay. Trước lúc đi, Ngô Bình đã đưa một ít đan dược mà anh luyện chế cho Thần Bằng, coi như cảm ơn ông ấy. Nhóm Nguyệt Thanh Ảnh đã chờ ở biên giới Thần Châu từ lâu, thấy anh dẫn theo rất nhiều người đến, họ đều có vẻ ngạc nhiên. Ngô Bình không vội giới thiệu ngay mà nói, Thanh Ảnh, em tìm cho anh một chỗ cho người nhà anh với. Nguyệt Thanh Ảnh gật đầu, em đã tìm được một trang viên, anh cứ dẫn mọi người đến đó trước. Được. Mọi người nhanh chóng di chuyển đến địa bàn của Nguyệt Thị, sau đó chuyển vào một trang viên ở ngoại ô phía tây của thành Minh Nguyệt. Trang viên này vốn là nhà của một hộ giàu có nên các vật dụng trong nhà đều đủ cả, mọi người có thể sinh hoạt được ngay. Sau đó, Nguyệt Thanh Ảnh bận rộn sắp xếp chỗ ở cho người nhà của Ngô Bình. Mới chuyển đến đây nên mọi người cần thời gian để thích ứng, Ngô Bình không đi đâu hết mà ở lại cùng gia đình mình. Ngày hôm sau, anh lấy hết đan dược ở đan lâu trước của mình ra rồi bày vào đan lâu mới, đan lâu này anh lấy tên là Hoàng Nha Các. Hai hôm nữa, Hoàng Nha Các sẽ chính thức khai trương. Hôm khai trương, chủ Đỉnh Tinh và chủ của Nguyệt Thị đều đến tham dự, đồng thời còn có Hà Thị ở Thiên Nguyên và Lý Thị ở Đông Hải gửi hoa đến chúc mừng. Chuyện này đã gây chấn động Thần Châu, rất nhiều người đến xem náo nhiệt, chủ yếu họ muốn biết Hoàng Nha Các có lai lịch gì mà có thể kinh động tới hai thế lực lớn kia. Ngô Bình đã chuẩn bị đầy đủ cho đan lâu. Đan dược anh bày bán đều là hoàng tinh phẩm nên đã gây chấn động cả thành. Hoàng Nha Các vừa khai trương đã có rất nhiều người đến và không tiếc tiền bỏ ra để mua đan dược. Trong một buổi sáng, đan lâu đã bán hết 2/3 đan dược. Ngô Bình đành chạy ra phía sau để tiếp tục dùng vạn hóa thần hồ để nhân bản, nhưng dù thế thì cũng không theo kịp tốc độ bán ra của đan dược, cuối cùng đan dược đã được bán hết nhãn. Hết các. Hoàng Nha Các đành tạm đóng cửa nghỉ ngơi. Xong, số người xếp hàng mua đan dược ở bên ngoài vẫn rất đông, theo kinh nghiệm trước đó, Ngô Bình đã phát số cho họ, ngày mai họ có thể cầm số đến mua đan dược. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình không có lấy một phút rảnh rỗi, anh vừa luyện đan vừa nhân bản đan dược, nói chung là bận tối mắt đến tận sáng sớm hôm sau. Tuy vậy thì đan dược vẫn có hạn. Vì thế anh đành giảm số lượng đan dược cấp trung, mà chỉ luyện chế đan dược cấp cao. Các đan dược cao cấp đều có giá từ vài trăm cho đến cả chục tỷ, vì thế rất ít tu sĩ có thể mua được. Hoàng Nha Các khai trương đến ngày thứ ba thì khách hàng không còn đông như ngày đầu nữa, song tỷ lệ bán ra vẫn tăng, vì giá bán đã cao hơn. Trong 3 ngày qua, Ngô Bình đã bán được 35.000 tỷ, một con số đáng sợ. Hiện giờ tốc độ luyện đan của anh đã theo kịp vận hành của Hoàng Nha Các, cuối cùng anh cũng có thời gian tiếp tục luyện chế loại đan dược thứ hai mà Nguyệt Thị cần là vạn pháp đan. Giá bán của đan dược này là 100 tỷ một viên. Lò thứ nhất đã có thành phẩm là đan dược nhất phẩm, sau đó Ngô Bình lấy đó làm đan mẫu để nhân bản ra thêm, sau đó bảo Nguyệt Thanh Ảnh mang đến cho Nguyệt Đông Thăng. Loáng cái, người nhà của Ngô Bình đã ở Thần Châu được nửa tháng. Thời gian qua, ngoài luyện đan ra thì anh còn chuyển nhà. Anh đã tìm được một căn nhà mới ở thành Minh Nguyệt, căn này rất rộng, có đến vài trăm căn phòng, hơn nữa phía sau còn có núi, điều kiện sống rất được. Hôm nay, Nguyệt Thanh Ảnh đột nhiên đến tìm Ngô Bình với vẻ lo lắng rồi nói, anh Bình, người của Ngạo Thế Đan Tông lại đến rồi. Tin tức đan lâu của Ngô Bình khai trương đã lan đến Ngạo Thế Đan Tông. Ngô Bình ừm một tiếng rồi nói, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi,
họ định làm gì? Nguyệt Thanh Ảnh, bố em đã mời họ đến Nguyệt Thị, hy vọng hai bên sẽ ngồi xuống nói chuyện. Dẫu sao nơi này cũng là Thần Châu, là địa bàn của Nguyệt Thị. Dù Ngạo Thế Đan Tông muốn làm gì cũng phải xem thái độ của Nguyệt Thị, không thì chẳng khác nào vô lễ với chủ nhà. Ngô Bình gật đầu, Ngô Bình và các trưởng lão của Ngạo Thế Đan Tông đã chạm mặt nhau trong một đại điện tiếp khách ở Nguyệt Thị. Các trưởng lão này đều không biết Ngô Bình, vì thế ai cũng nhìn anh với vẻ bực dọc. Nguyệt Đông Thăng cười nói, hai vị trưởng lão, tôi đã mời thầy Ngô đến rồi, các vị có gì thì nói đi. Một trưởng lão áo vàng nói, tôi họ Hồ, là trưởng lão áo tím của Ngạo Thế Đan Tông. Ngô Bình, cậu đã phản bội môn phái rồi chạy đến Thần Châu tự mở đan lâu, cậu có còn coi Ngạo Thế Đan Tông ra gì không hả? Ngô Bình dùng con dao nhỏ cắt móng tay, sau đó bình tĩnh trả lời mà không thèm nhìn trưởng lão kia, trước kia, khi tôi là đệ tử của Ngạo Thế Đan Tông, tôi chơi cược đá với người ta rồi bị lừa, các ông có ra mặt bảo vệ tôi không? Khi tôi dùng sức mạnh của mình để bắt kẻ xấu bồi thường, các ông lại nhảy ra phản đối, còn cấu kết với nhà họ Hồng đối phó tôi. Ha ha, một môn phái chỉ tư lợi như vậy thì tôi còn cần làm quái gì? Hồ trưởng lão xa sầm mặt, hỗn hào. Chát! Ngô Bình xuất hiện ngay trước mặt ông ta rồi giáng một cái bạt tai, hồ trưởng lão đã bay ra xa, một nửa bên mặt nát bét. Cậu! Ngô Bình cười mỉa, một lũ chó má mà cũng đòi sủa trước mặt tôi à? Về bảo với lão tông chủ chết tiệt kia là nếu còn dám cử người đến gây chuyện với tôi thì tôi sẽ đến tận môn phái rồi chặt đầu ông ta đấy. Nguyệt Đông Thăng chỉ đứng một bên cười chứ không hề có ý ngăn cản, tôi có thể chứng minh thầy Ngô đây không hề đùa cợt, trước đó chúng tôi có giao đấu, kết quả là hòa. Hai trưởng lão kia ngơ ngác nhìn nhau, Ngô Bình đánh ngang cơ với Nguyệt Đông Thăng ư. Không thể nào. Ngô Bình, à, từ giờ trở đi, tôi cũng phải bán đan dược, điều này khó tránh khỏi cướp các mối làm ăn của Ngạo Thế Đan Tông. Nhưng mọi người cứ cạnh tranh công bằng với bản lĩnh của mình thôi. Trưởng lão bị đánh đứng dậy, sau đó lườm Ngô Bình rồi nói, họ Ngô kia, chúng ta cứ chờ xem, dứt lời, ông ta dẫn mấy người còn lại rời đi. Người của Ngạo Thế Đan Tông đi rồi, Nguyệt Đông Thăng mới nói, tiểu Ngô. Tuy thực lực của Ngạo Thế Đan Tông nhàng nhàng, nhưng vì đan dược nên đã kết thân với nhiều thế lực lớn. Nếu cháu với bên đó trở mặt với nhau, chắc chắn họ sẽ nghĩ cách để trừng trị cháu. Ngô Bình thờ ơ nói, đây là địa bàn của Nguyệt Thị cơ mà. Ý của Ngô Bình là anh đã cung cấp đan dược cho Nguyệt Thị thì họ phải bảo vệ anh. Nguyệt Đông Thăng cười phá lên, đương nhiên, chỉ cần cháu và người nhà của cháu ở đây thì bác sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả. Nhưng bác lo bên kia sẽ dở trò. Ngô Bình, cháu tự có tính toán, ví dụ Ngạo Thế Đan Tông dám dở trò bân thì cháu sẽ trả lại cho họ gấp 10 lần. Nguyệt Đông Thăng gật đầu, tiểu Ngô, thực lực của cháu rất mạnh, bác tin Ngạo Thế Đan Tông cũng không dám chọc vào cháu đâu. Nhưng cháu phải cho họ biết tài của mình mới được. Ngô Bình, ý của bác là gì? Nguyệt Đông Thăng, tiên giới nguyên sử có một thịnh hội tên là Đại hội Quần Hùng. 5 năm mới tổ chức một lần. Lần tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng sau, nếu cháu có thể giành được thứ hạng ở đại hội này và trở thành nhân tài trong lớp tu sĩ trẻ thì Ngạo Thế Đan Tông chắc chắn không dám dây vào cháu nữa. Ngô Bình, đại hội quần hùng này do ai tổ chức ạ? Nguyệt Đông Thăng, một thế lực thần bí nhất của tiên giới Nguyên Sử, cũng là huyết mạch chi chính của Nguyên Sử Đạo Tôn, bắt nguồn từ núi Nguyên Sử. Ngô Bình, tại sao họ lại tổ chức đại hội này ạ? Với kinh nghiệm của anh thì chắc chắn phải có lý do gì đó. Nguyệt Đông Thăng, cụ thể thế nào thì bác không rõ, nhưng nếu trở thành người đứng đầu thì sẽ có lợi ích rất lớn. Ngô Bình, lợi ích gì vậy ạ? Tiền thuế một năm của tiên giới Nguyên Sử và Nguyên Sử Thiên Phù mà Nguyên Sử Đạo Tôn để lại. Ngô Bình ngẩn ra, tiền thuế một năm của tiên giới Nguyên Sử ư? Nguyệt Đông Thăng gật đầu. Phải biết là tất cả các thế lực từ nhỏ đến lớn ở đây đều phải nộp thuế cho núi tuyết. Ngô Bình, Nguyệt Thị cũng thế ạ. Đương nhiên, mỗi năm chúng ta đều phải nộp một nửa lợi nhuận lên đấy. Ngô Bình lẩm bẩm, vậy thì chắc chắn không phải một con số nhỏ. Nguyệt Đông Thăng, vì thế bác mới bảo người đứng đầu sẽ nhận được lợi ích rất lớn. Ngô Bình, vậy thì cháu sẽ tham gia đại hội này.
Nguyệt Đông Thăng, ừ, bác sẽ dùng danh nghĩa của Nguyệt Thị để ghi danh cho cháu. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, có mất phí đăng ký không ạ? Nguyệt Đông Thăng gật đầu, chỉ có các thế lực nộp một khoản thuế nhất định cho núi tuyết thì mới có tư cách tham gia, như Nguyệt Thị ta thì cũng chỉ mua được 3 suất thôi. Còn các thế lực mạnh hơn thì sẽ mua được nhiều suất hơn. Bao nhiêu tiền một suất ạ? 500 triệu tiền tiên, Nguyệt Đông Thăng nói, cả tiên giới nguyên sử có khoảng 600 suất. Ngô Bình cảm thán, vậy là cả núi tiền rồi. Nguyệt Đông Thăng, đó mới là một phần thôi, các thế lực lớn nhỏ khác đều tài trợ ít nhiều cho đại hội để đánh bóng tên tuổi, nói chung là tiền nhiều không đếm xuể. Ngô Bình, núi nguyên sử đúng là dầu nứt đố đổ vách. Nguyệt Đông Thăng, thì cả tiên giới này là do tổ tiên của người ta lập ra mà, bỏ tiền ra cũng đáng thôi. Tiểu Ngô, nếu cháu đã quyết định sẽ tham gia đại hội quần hùng thì phải mau chóng tăng tu vi đi. Ngô Bình, chắc chắn các tu sĩ tham gia đại hội đều có tu vi cao phải không ạ? Đúng thế, thấp nhất cũng phải đến tầng thứ 5 thần thông rồi, nhưng thường đều ở trên tầng thứ 7, tu sĩ tầng 9 hoặc 10 thì cũng không ít đâu. Ngô Bình nói, thời gian này, cháu đang ngưng tụ pháp thai. Nếu thuận lợi thì chắc có thể đột phá lên tầng thứ 5 thần thông là lôi kiếp. Nguyệt Đông Thăng gật đầu, có thể tiến là cảnh giới này thì tốt, lôi kiếp cũng là một ngưỡng. Phải trải qua thì cơ thể và linh hồn của cháu mới có thể mạnh lên được. Đương nhiên, nếu cháu đến cảnh giới thần anh thì còn tốt nữa, dẫu sao thần anh cũng mạnh hơn pháp thai nhiều. Ngô Bình, vâng, cháu sẽ cố hết sức. Ngô Bình nói chuyện với Nguyệt Đông Thăng thêm hơn một tiếng nữa thì về nhà. Thời gian qua, anh bận rộn luyện đan nên gần như chẳng tu luyện gì, vì thế bây giờ anh sẽ đóng cửa đan đường để bế quan tu luyện cho xong tinh thuật. Anh ở lại trên đỉnh núi để tương tác với bầu trời sao nhằm hấp thu tinh lực. Ban đầu, anh hấp thu tinh lực cấp 1 để tu luyện tinh lực, sau đó đến tinh lực cấp 2. Quá trình tu luyện của Ngô Bình không quá nhanh, song cũng không chậm. 20 ngày sau, anh đã tu luyện xong 72 tinh thuật. Chúng gồm các ngôi sao chính 7 ngôi sao ở phương Đông, 7 ngôi ở phương Tây, 7 ngôi phương Nam và 7 ngôi phương Bắc. Sau khi tu luyện được ngôi sao chính thì việc tu luyện các ngôi sao phụ đã dễ hơn rất nhiều. Sức mạnh của 72 tinh thuật phủ kín cơ thể Ngô Bình, may mà anh đã tu luyện trật tự thiên bẩm thì mới có đủ sức mà chịu được ngần ấy tinh thuật. Anh tiếp tục hấp thu ngôi sao cấp thấp, nhờ có ngôi sao chính rồi nên Ngô Bình không cần tu luyện thêm nhiều tinh thuật nữa, mà chỉ cần hấp thu tinh lực là xong. Loáng cái, anh đã tu luyện xong tất cả tinh thuật ở ngôi sao thứ nhất. Sau đó đến ngôi sao thứ hai, thứ ba. Một ngày sau, 7 ngôi sao ở phương Đông đã hình thành và tạo thành một chòm sao thanh long trong cơ thể Ngô Bình. Nó gầm lên, gân cốt trên người siết chặt. Ngày hôm sau đến 7 vì sao ở phía Tây, một con hổ trắng khổng lồ đã xuất hiện trong người Ngô Bình và hét lên chấn động đất trời. Ngày thứ ba, 7 vì sao ở miền Nam đã xong, một con chu trước bắn lửa xuất hiện trong người anh. Ngày tiếp theo đến vì sao miền Bắc, một con huyền tước cũng xuất hiện. 28 ngôi sao tề tựu, Ngô Bình cảm thấy mình đã có sức mạnh sao trời, đây chính là một cách được ghi lại trong bia tinh. Khi 4 sinh linh kia xuất hiện, Ngô Bình cảm thấy có một luồng sức mạnh tinh thuần rót vào trong cơ thể mình. Anh biết đây là cơ hội hiếm có nên bắt đầu ngưng tụ pháp thai ngay. Ngưng tụ bí thai cho bí pháp riêng biệt từ Thái Nhất Đạo Điển. Lúc này, anh đã chuyển hết tứ linh, tất cả pháp thuật và bí thần vào trong phôi thai. Trật tự cao nhất cùng sức mạnh của 28 vì sao liên tục tích tụ, loáng cái đã biến phôi thai thành pháp thai. Pháp thai hình thành, Ngô Bình thấy bên trong nó là một thứ gì đó rất mạnh, đến anh cũng phải thấy khiếp sợ. Bí thần Chí Tôn Hoàng Kim cùng tứ linh và trật tự thiên bẩm đều đang tiếp thêm sức mạnh cho pháp thai. Ngoài ra, Ngô Bình còn đưa hết 12 đạo phù trong thái chân động và 10 phép thần thông thái cổ vào trong pháp thai để giúp nó phát triển nhanh hơn. Hiện giờ, pháp thai của Ngô Bình đang có muôn hình vạn trạng, có tứ linh bay xung quanh, bên trái là thanh long, phải là hổ trắng, trên là chu tước, sau là huyền vũ. Hơn nữa còn có 12 loại đạo trợ lực, 12 phép thần thông cường hóa cùng trật tự cao nhất nuôi dưỡng. Ngô Bình đang tâm trung đến mức cao nhất. 3 ngày sau, anh mở mắt ra thì thấy trong pháp thai đã có rất nhiều sức mạnh lớn.
hình như ông trời bắt đầu sinh lòng ghen ghét nên sức mạnh xấu bắt đầu bao quanh anh. Anh biết lôi kiếp sắp đến nên lập tức rời khỏi đỉnh tinh và đến một vùng hoang vắng, để tránh gây ảnh hưởng đến người vô tội. Anh lơ lửng trên cao, ngay sau đó đã có mây đen kéo đến, một tiếng sấm cùng các tia sét bảy màu giáng xuống. Sức mạnh khủng khiếp ấy như có thể hủy diệt không gian, đến cường giả đạo cảnh gặp phải cũng thịt nát xương tan. Song, pháp thai của Ngô Bình chẳng hề sợ hãi, nó liên tục phóng sức mạnh ra để chống lại tia sét. Sau khi bị sét đánh không biết bao nhiêu lần, cuối cùng chuỗi giày vỏ ấy cũng dừng lại. Sức mạnh trong pháp thai của Ngô Bình đã ổn định hơn, các tạp chất cũng đã được loại trừ, đầu óc anh hoàn toàn thanh tịnh. Sau đó, anh đã quay lại đỉnh tinh để củng cố tu vi. 3 ngày sau, anh đã nghiền ngẫm lại hết pháp thuật và tinh thuật, sau đó cường hóa và tạo dựng mối quan hệ kỳ diệu giữa chúng. Anh vẫn muốn bế quan thêm vài hôm, nhưng đại hội quần hùng đã sắp diễn ra nên anh đành phải xuất quan. Hôm nay, anh đã dặn dò người nhà đôi điều rồi đi tìm Nguyệt Đông Thăng. Ông ta cười nói, Tiểu Ngô, ngày mai bắt đầu đại hội rồi, giờ chúng ta xuất phát luôn thôi. Ngô Bình, vâng, cháu chuẩn bị xong rồi. Nguyệt Đông Thăng, gọi Thanh Ảnh đi cùng nhé, coi như có người đồng hành. Ông ta vừa nói dứt câu thì Nguyệt Thanh Ảnh đi ra rồi cười nói, anh Bình, em đi cùng anh nhé. Ngô Bình đang thấy buồn chán thì hào hứng hỏi, Hà cô nương và Lý cô nương đâu? Nguyệt Thanh Ảnh, thời gian qua, anh bế quan lâu quá, họ chán nên về hết rồi. À, Tử Trần bảo khi nào anh về thì hãy đến Thiên Nguyên tìm em ấy. Ngô Bình gật đầu, ừ, anh biết rồi. Nguyệt Đông Thăng, đại hội quần hùng trên núi Nguyên Sử có rất nhiều cao thủ trong thiên hạ, hai đứa đến đó thì phải hết sức cẩn thận. Tốt nhất đừng đắc tội với ai, đương nhiên nếu có người vô lễ với mình thì cũng đừng khách sáo. Tuy Nguyệt thị chúng ta không phải thế lực hàng đầu, song cũng không thể để bị coi thường được. Ông ta ngập ngừng một lát rồi cười nói, Tiểu Ngô, nếu cháu có thể gây chấn động đại hội và giành được thành tựu thì tất cả mọi người sẽ phải kính trọng cháu. Khi đó, cháu có thể tự khai tông lập phái và xây dựng sự nghiệp riêng của mình. Ngô Bình, tự khai tông lập phái ạ? Nguyệt Thanh Ảnh, giống Nguyệt Tổ đó anh, người đã tạo dựng nền móng rồi truyền lại cho con cháu đời sau. Ngô Bình gật đầu, đúng là anh cũng đang có dự định này. Nguyệt Đông Thăng, được rồi, không còn sớm nữa, để bác đưa hai đứa đi. Ông ta vừa nói dứt câu thì có một luồng sáng màu đỏ bao quanh bọn họ, sau đó đưa cả ba bay lên cao. Với thực lực của Nguyệt Đông Thăng, ông ta cũng phải mất 2 tiếng mới bay đến núi Nguyên Sử. Đây là một đỉnh núi rộng lớn cao đến vài trăm triệu mét, phong cảnh xung quanh đẹp như tranh vẽ. Trên đỉnh núi bị tuyết trắng bao phủ nên rất lạnh. Chỉ có khu vực cách đỉnh núi 10.000 mét trở xuống mới không có tuyết, nhưng khí hậu cũng thay đổi rất nhanh, dường như có thể nhìn thấy phong cảnh của 4 mùa ở đây. Nhóm Ngô Bình dừng lại ở một chỗ cách núi Nguyên Sử vài trăm dặm, sau đó lơ lửng trên không. Nguyệt Đông Thăng nói, theo yêu cầu của núi Nguyên Sử thì bác không được vào, hai đứa phải tự đi rồi, có nhìn thấy cánh cổng ở phía trước không? Ngô Bình nhìn theo hướng chỉ của Nguyệt Đông Thăng thì thấy có một cánh cổng cao đến cả chục nghìn mét, phía trên nhất có 2 chữ Nguyên Sử. Hai đứa cứ đến đó thì sẽ có người ra đón. Chuyến này nhớ phải thể hiện cho tốt, thôi bác về trước đây, bác sẽ chờ tin mừng của hai đứa ở Thần Châu. Nguyệt Đông Thăng đi rồi, Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh cùng bay về phía cổng núi kia. Nhưng họ vừa bay được nửa đường thì đã bị một tia độn quang chặn lại. Ngô Bình nhìn sang thì thấy là một tu sĩ trung niên to béo, mặt tròn, râu dài, ông ta cười nói, hai vị có giấy phép tham gia đại hội quần hùng không? Ngô Bình, có. Tu sĩ trung niên, nhượng lại cho tôi được không? Tôi sẽ trả 600 tỷ tiền tiên. Ngô Bình thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ lại có người đi mua giấy phép nên nói, tôi không bán. Tu sĩ kia nghiêm túc nói, này cậu bạn, tôi nói thật cho cậu biết nhé. Đại hội quần hùng lần này tuyển chọn rất nghiêm ngặt, trong 600 người thì cùng lắm chỉ có 100 người được lên núi thôi. Ngô Bình, thế không phải tất cả đều được lên à? Đương nhiên, hơn nữa nếu không qua được vòng tuyển chọn thì giấy phép cậu có cũng thành vô dụng. So với thế thì thà cậu bán cho tôi, 600 tỷ không phải số tiền nhỏ, tốt nhất cậu hãy suy nghĩ cho kỹ.
Ngô Bình, chắc chắn tôi có thể lên núi được nên không bán đâu, phiền ông đi cho. Tu sĩ lắc đầu rồi lập tức bay đi. Nhóm Ngô Bình bay đến trước cổng thì nhìn thấy có rất nhiều tu sĩ tập trung ở đây, đếm sơ cũng phải hơn 600 người, đếm kỹ thì phải đến cả vài nghìn. Nơi đây như biến thành một cái chợ ồn ào, vì sơn môn chưa mở nên mọi người đều đang trò chuyện với nhau. Trong đó có người đang giáo bán giấy phép của mình. Anh bạn, tôi chỉ trả đúng 1.200 triệu tiền tiên thôi, giá thị trường cũng chỉ có thế, anh đừng có mà ngáo giá. Nghe thấy con số này, Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh ngơ ngác nhìn nhau. Ban nãy người kia trả họ có 600 triệu tiền tiên, trong khi giá trên thị trường lại cao tới mức này. Ngô Bình nhìn quanh rồi tìm một chỗ nghỉ chân, sau đó cùng ngồi xuống với Nguyệt Thanh Ảnh, chứ không tìm ai để trò chuyện. Lúc này, đột nhiên có vài người đi tới, ai nấy đều nghiến răng kèn kẹt với vẻ oán giận. Hừ, bọn này đúng là ăn hại, chẳng có thực lực với tư chất gì, nhưng lại có giấy phép trong tay, đã thế còn mang đến đây bán nữa chứ, đúng là không thể chấp nhận được. Còn chúng ta đều là các thiên kiêu với thiên bẩm tuyệt sắc thì lại không có số, giờ phải đi mua lại của chúng nó với giá cao, núi Nguyên Sử làm ăn chẳng công bằng tẹo nào. Ngô Bình có thể nhận thấy những người này không thuộc các thế lực lớn, nhưng tư chất khá ổn, chẳng kém các thiên tài của các thế lực lớn chút nào. Nhưng tiếc là thế lực hậu thuẫn cho họ không đủ tư cách mua giấy phép, vì thế họ đành đến đây mua lại suất của người khác với giá cao. Nhưng giá cao quá thành ra họ hơi ngần ngại, hầu hết đều không có đủ tiền mua. Vì thế, họ tràn đầy oán giận, cảm thấy núi Nguyên Sử rất không công bằng. Họ vừa trò chuyện vừa đi tới gần chòi nghỉ mát, sau đó nhìn thấy Nguyệt Thanh Ảnh với nhan sắc tuyệt trần nên bất giác đi vào trong. Đi đầu là một nam tu mặc áo bào màu lam trông rất anh tuấn, hắn chắp tay nói, chào huynh đài. Ngô Bình gật đầu. Nam tu kia, huynh đài có số không? Ngô Bình, có. Nam tu sáng mắt lên hỏi, anh có bán không? Ngô Bình, không. Nam tu dựng ngón tay cái lên nói, xem ra chắc chắn anh có thực lực rất mạnh nên mới tự tin như vậy. Chứ không giống như lũ ăn hại kia, có số trong tay lại mang đi bán. Bỏ lỡ một cơ hội quý như vậy. Trong lúc người này nói chuyện, Ngô Bình ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt. Đây là mùi hương tỏa ra từ người hắn, nhưng không mấy ai chú ý đến. Song, Ngô Bình là thầy luyện đan nên thoáng ngửi là biết hắn đang dùng vị thuốc nào đó để điều khiển người khác. Anh lạnh mặt rồi tung một đấm vào ngực tên đó, anh ra tay rất mạnh nên ngực nam tu kia đã lún xuống, tim lập tức nổ tung. Khắp các lỗ chân lông trên người nam tu kia chảy máu, mắt hắn đỏ ngầu, đến thần anh cũng đã bị Ngô Bình tiêu diệt. Những người khác hoảng hốt lùi lại, có người hét lên, tại sao anh lại giết người? Ngô Bình lấy một con rối màu xanh trong tay áo của nam tu kia ra, trên đó có một phù văn kỳ diệu đang phát sáng. Anh lạnh lùng nói, người này có tâm thuật bất chính, định khống chế suy nghĩ, sau đó lấy số của tôi nên đương nhiên tôi phải giết rồi. Nhìn thấy con rối, những người khác đều im bặt, sau đó thở dài rồi giải tán. Ngô Bình không quan tâm đến họ có phải một nhóm hay không, anh đã giết một người cũng đủ để khiến họ khiếp sợ rồi. Nguyệt Thanh Ảnh nói, xem ra ở đây cũng chẳng thái bình chút nào, còn trò đi cướp số của nhau nữa. Ngô Bình, đó cũng là mặt tối của thế giới tu hành mà. Có người bán số thì cũng có người làm mất số, hay thậm chí mất cả mạng luôn. Nguyệt Thanh Ảnh, anh Bình, hình như đằng kia có người bán dược liệu, mình ra xem đi. Ngô Bình, có gì hay đâu mà xem, chúng ta cứ chờ ở đây thôi. Ngô Bình không nói cho Nguyệt Thanh Ảnh biết là mình đã cảm thấy có ít nhất 5 thần niệm đang vây lấy mình. Khả năng cao những người này có ý đồ xấu, giờ việc anh cần làm nhất là theo dõi tình hình và chờ họ ra tay. Ngô Bình ngồi chờ nửa tiếng rồi nhắm mắt dưỡng thần và hấp thu tinh lực của trời đất để nuôi dưỡng pháp thai. Pháp thai của anh đã trải qua lôi kiếp, thêm một thời gian nữa thì thần anh trong pháp thai sẽ ra đời. Một khi thần anh xuất hiện, thực lực của Ngô Bình sẽ tăng hơn một bậc so với bây giờ. Lúc này, anh đã có thể nhìn thấy thần anh đang được tinh quang vây quanh trong pháp thai. Vì thế nó không còn là pháp thai nữa, mà đã trở thành tinh thai rồi. Sau khi thần anh xuất hiện thì anh sẽ nắm giữ nhiều tài năng hơn, ví dụ như tinh thuật của Thanh Long từ phương Bắc, chúng sẽ thống nhất lại rồi ngưng tụ thành các tinh thuật mới.
tinh thuật của Chu Tước từ phương Nam cũng sẽ thống nhất và lặp lại hành động tương tự. Các tinh lực mới hình thành này có uy lực mạnh hơn trước đó rất nhiều. Đúng lúc này, có một làn khói màu xanh rất nhạt bay tà tà dưới mặt đất về phía Nguyệt Thanh Ảnh. Cô ấy hoàn toàn không phát hiện ra, khi thấy làn khói sắp chạm vào Nguyệt Thanh Ảnh thì Ngô Bình đã giơ tay ra túm lấy nó. Có một vòng xoáy tinh quang xuất hiện trong tay anh, làn khói đã bị hút vào đó. Thật ra nó chính là một hóa thân, nó có chất độc trong người và định tập kích Nguyệt Thanh Ảnh. Nhưng các giác quan của Ngô Bình đều rất bén, anh lập tức phát hiện và xử lý nó ngay. Sau khi bắt được hóa thân này, Ngô Bình đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của chủ nhân nó. Người kia lập tức biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện trên một ngọn núi nhỏ cách đó chục dặm. Có một người đàn ông tóc đỏ đang niệm chú rồi nhìn chằm chằm về phía Ngô Bình. Khi hóa thân bị bắt lấy, gã biến sắc mặt rồi định chuồn, nhưng vừa quay đi thì đã nhìn thấy Ngô Bình. Người đàn ông tóc đỏ cười hỏi, anh bạn có việc gì không? Ngô Bình, không, tôi đến giết anh thôi. Anh vừa nói xong thì mặt đất dưới chân đã đen kịt và hình thành một vòng xoáy màu đen, sau đó không ngừng cắn nuốt cơ thể của tên tóc đỏ. Anh liều mạng muốn bay đi, nhưng không thể nào thoát khỏi sức hút ấy. Đây chính là một trong các tinh thuật hệ huyền vũ mà Ngô Bình tu luyện được, nó có tên là vô tận tinh nguyên. Một khi có ai bị hút vào thì cơ thể sẽ bị chia thành nhiều mảnh nhỏ, đến thần hồn cũng bị tiêu diệt. Vạn vật sau khi bị hút vào thì sẽ xuất hiện lại ở một nơi nào đó trên bầu trời sao, sau đó biến thành bụi. Tên tóc đỏ lóe lên vẻ khiếp sợ rồi nói, xin tha mạng, tôi sai rồi, tôi. Nhưng gã còn chưa nói hết câu thì đã bị hút vào bên trong, sau đó bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Xử lý tên này xong, Ngô Bình quay lại chỗ cũ rồi tiếp tục ngồi tu luyện. Nguyệt Thanh Ảnh tò mò hỏi, anh Bình, anh vừa đi đâu đấy? Ngô Bình, ban nãy có người định dùng độc thuật hại em, nhưng bị anh giết rồi. Nguyệt Thanh Ảnh ngẩn ra, có người định giết em ư? Ngô Bình, không phải sợ, sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa đâu, anh có thể cảm nhận rõ là các thần niệm bủa vây mình ban nãy đều đã biến mất rồi. Rõ ràng những người khác đã bị tài năng của anh dọa sợ nên biết anh không dễ dây vào. Sau đó cho đến khi trời tối, cũng không có ai quấy rầy họ nữa. Nguyệt Thanh Ảnh ngồi lâu thấy chán nên nói, anh Bình, hình như có người bán đồ ăn ở đằng trước, chúng mình đi xem đi. Ở đây có đến mấy nghìn người nên đương nhiên có đủ mọi hình thức kinh doanh buôn bán, có người bán quần áo, pháp khí và cả đồ ăn. Ngô Bình gật đầu, ừ. Cách đó khoảng nghìn mét có mấy sạp hàng bày bán thịt nướng, hoành thánh, mì sợi và cả hoa quả cùng rượu. Ngô Bình thấy có mì hoành thánh cùng mùi thơm nức mũi. Bà chủ tuy đã có tuổi, nhưng từ đường nét có thể thấy ngày xưa cũng đẹp ra trò. Bà chủ, có nhân gì, anh hỏi. Dù ở thế giới tu hành thì tu sĩ vẫn phải ăn uống bình thường, song đồ ăn phải tinh thuần, chứ không phải đồ như người bình thường ăn. Các tu sĩ ở cảnh giới khác nhau thì chất lượng đồ ăn cũng khác. Bà chủ cười nói, có thịt thuồng luồng nấu với ba vị thuốc, có thể dưỡng thần luyện hình, hơn nữa mùi vị cũng rất ngon. Ngô Bình gật đầu, thế cho tôi hai bát. Bà chủ, công tử, hoàn thánh của tôi 5.000 tiền tiên một viên, một bát là 18 viên nên sẽ là 90.000 tiền tiên. Ngô Bình, được. Nguyệt Thanh Ảnh và Ngô Bình ngồi đối diện nhau ở một bàn. Bà chủ cho hoành thánh vào nồi rồi thêm nước cùng các gia vị, toàn là tiên mộc nên mùi rất thơm. Khoảng chục phút sau đã có hai bát hoành thánh bày trước mặt Nguyệt Thanh Ảnh và Ngô Bình. Anh cầm đũa gặp một miếng cho vào miệng, thịt rất ngon và thơm. Ban đầu anh ăn rất nhanh, nhưng sau đó thong thả hơn, song loáng cái 18 viên hoành thánh cũng đã nằm gọn trong bụng. Nguyệt Thanh Ảnh chỉ ăn 5 viên đã thấy no, năng lượng của thịt này quá lớn. Thể chất của cô ấy chưa thể hấp thu nhiều được. Nếu cô ấy cố ăn thêm thì khéo sẽ xảy ra chuyện mất. Cô ấy gắp số hoành thánh còn lại sang cho Ngô Bình rồi cười nói, anh Bình, anh ăn đi, em no rồi. Ngô Bình ăn nốt chỗ hoành thánh ấy mà vẫn chưa hết thèm nên nói, bà chủ, cho thêm ba bát nữa. Bà chủ cười nói, công tử có thể chất tốt thật, ai ăn hết được một bát hoành thánh của tôi đã có thể coi là thiên kiêu rồi. Mà cậu ăn hết bát rưỡi vẫn chưa si nhê gì. Nói rồi,
bà ấy lại làm thêm 3 bát nữa. Sau đó, Ngô Bình làm vài đường cơ bản là hết cả 3 bát. Anh vẫn ăn được nữa nhưng thấy còn nhiều món ngon khác nên đành nhìn nói, cảm ơn bà chủ, thánh toán. Bà chủ, công tử, nếu cậu còn thèm thì cứ ăn tiếp đi. Nếu có thể ăn 5 bát thì tôi tặng cậu một món quà. Ngô Bình thấy bà chủ nhiệt tình thì gật đầu, được, thế cho tôi thêm bát nữa. Anh ăn thêm một bát là quá 5 bát rồi. Vì thế, bà chủ làm thêm cho anh một bát nữa, Ngô Bình cũng xử lý nhanh gọn trong một nốt nhạc. Sau đó, bà chủ đã tặng anh một đồng tiền xu làm bằng ngọc rồi cười nói, công tử cầm đi, biết đâu lại có tác dụng gì đó. Ngô Bình thấy đồng tiền này không gì đặc biệt nên chẳng nghĩ nhiều mà nhét luôn vào túi. Sạp bên cạnh bán bánh bao nhân thịt, cái nào cũng to như nắm đấm, mỗi lồng có 8 cái, ăn kèm với một bát canh cay thơm nức. Chủ hàng là một người đàn ông cao lớn đang băm thịt, hình như nhân là của một sinh vật cỡ lớn nào đó. Ngô Bình hỏi, ông chủ, có thịt gì thế? Ông chủ cười đáp, thịt của Nai Tiên Ngũ Linh, nêm nếm cùng 6 vị thuốc nên ngon không kém gì hoành thánh của hàng bên đâu. Ngô Bình, cho tôi một lồng, cùng 2 bát canh. Hai người lại ngồi xuống, Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, anh Bình, em không ăn nổi nữa đâu, anh gọi cho anh thôi nhé. Ngô Bình, Thanh Ảnh, em phải ăn nhiều vào, không thì gầy lắm. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói, nhưng em không thích béo. Ngô Bình không khách sáo mà ăn 2 cái bánh một lúc, đúng là mùi vị rất ngon. Loáng cái, anh đã ăn hết bay cả lồng bánh bao cùng một bát canh. Ông chủ, cho thêm một lồng nữa, anh nói. Ông chủ, công tử, nếu cậu có thể ăn hết 3 lồng thì tôi tặng cậu một món quà. Lại tặng quà ư, Ngô Bình bắt đầu thấy là lạ nên nói, cho tôi 2 lồng luôn. 3 lồng bánh bao xuống bụng, Ngô Bình còn chốt thêm 2 bát canh rồi mới cười nói, ông chủ, tôi ăn xong rồi, tính tiền. Quả nhiên ông chủ lại tăng cho anh một đồng tiền ngọc, Ngô Bình nhận lấy rồi nói cảm ơn. Bấy giờ, anh mới phát hiện đang có không ít người nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Xong, anh mặc kệ rồi tiếp tục đi sang sạp hàng thứ 3. Sạp này bán cá nướng, một con cá nặng khoảng 1-2 cân, Ngô Bình gọi một con rồi ngồi xuống ăn. Sau khi anh ăn xong một con, Nguyệt Thanh Ảnh chợt ý thức ra chuyện gì đó nên nhỏ giọng nói, anh Bình, núi tiên sử đang thử thách anh. Ngô Bình, hả, thử thách thông qua việc ăn uống ư? Nguyệt Thanh Ảnh, em đoán, chỉ khi anh hoàn thành các mục tiêu thấp nhất của các sạp này thì mới nhận được tiền ngọc. Đến cuối, chắc chắn chúng sẽ có tác dụng gì đó. Nhưng đây là chuyện bí mật nên chúng ta không biết, ngược lại những người này lại biết rõ. Ngô Bình, nếu là ăn uống thì đơn giản thôi. Anh ăn hết một con cá thì ông chủ cười nói, nếu công tử có thể ăn hết 4 con thì tôi sẽ tặng cậu một món quà. Ngô Bình, được, vậy cho tôi thêm 3 con nữa. Anh nhanh chóng đánh chén hết 4 con, sau đó đã nhận được miếng tiền ngọc thứ 3. Lúc này... Có một công tử mặc áo gấm đi tới, người này có gương mặt điển trai, đầu đội mũ ngọc, hắn cười hỏi, này anh bạn, miếng tiền ngọc này của anh trông hay thế, để lại cho tôi được không? Ngô Bình, sao, anh định mua à? Công tử áo gấm gật đầu, tôi rất thích nó. Anh định trả tôi bao nhiêu? Ngô Bình hỏi. Công tử áo gấm, 100.000 tiền tiên một miếng được không? Ngô Bình lắc đầu, không được. Công tử áo gấm, anh bạn, anh có biết tôi có thân phận gì không? Ngô Bình, không. Tôi là Dạ Vô Cực con trai của Dạ Vương thuộc Hoàng Triều Thái Sử. Hoàng Triều Thái Sử có mối quan hệ thân thiết với Hoàng Triều Nguyên Sử, thành viên của Hoàng Triều là con cháu mang huyết mạch của Nguyên Sử Đạo Tôn. Còn Dạ Vương thì là người khác họ, cả Hoàng Triều Thái Sử chỉ có 5 vương gia khác họ, Dạ Vương là một trong số đó. Từ đây cũng đủ thấy là ông ta có thế lực mạnh cỡ nào. Ngô Bình, thì sao? Dạ Vô Cực thờ ơ nói, nếu anh bán tiền ngọc cho tôi thì phủ Dạ Vương sẽ không bạc đãi anh đâu. Câu này của hắn có thể hiểu là nếu Ngô Bình không chịu bán tiền ngọc cho hắn thì phủ Dạ Vương sẽ không tha cho anh. Xin lỗi, tôi không bán, Ngô Bình nói. Dạ Vô Cực híp mắt lại nói, anh có biết có bao nhiêu người thèm muốn 3 đồng tiền ngọc mà anh đang có không? Ngô Bình, chúng có tác dụng gì?
Dạ Vô Cực lắc đầu, tôi cũng không rõ, nhưng chắc chắn đến cuối sẽ có công dụng gì đó. Tôi chỉ biết ở đây có rất nhiều người, nhưng chỉ có 100 đồng tiền ngọc thôi, ai càng có nhiều tiền ngọc thì sau khi lên núi càng có lợi. Ngô Bình lập tức đi sang sạp hàng thứ tư, đây là một hàng bán rượu, hiện đang có 10 bát rượu bày trên bàn. Ông chủ có bộ râu màu vàng, ông ấy cười nói, công tử muốn uống mấy bát. Ngô Bình, tôi uống nhiều thì ông sẽ tặng quà cho tôi đúng không? Ông chủ cười nói, nếu công tử có thể uống hết 7 bát thì tôi sẽ tặng công tử một món quà. Ngô Bình bê bát rượu lên rồi uống cạn, anh thấy có vị thuốc rất nồng. Tu sĩ bình thường uống hết một bát cũng khó, nhưng với anh thì đơn giản. Anh uống liền một hơi hết 7 bát, sau đó đã nhận được thêm một đồng tiền ngọc từ ông chủ. Sau đó, Ngô Bình lại sang sạp hàng thứ 5, anh liên tục ăn uống, cuối cùng đã có 9 đồng tiền ngọc. Hiện giờ đã có hơn chục người đi theo sau anh rồi nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin được, họ không thể hiểu tại sao một người có thể cùng lúc ăn uống được nhiều như vậy, lẽ nào anh không sợ chết vì bội thực hay sao? Cách đó không xa có một sạp hàng khác, chủ quán là một thanh niên, hình như anh ta vẫn đang chờ Ngô Bình đi tới nên cười nói, công tử, chỗ tôi là Dương Cung, mỗi lần kéo 10.000 tiền tiên. Bên trên có 28 viên bảo thạch. Sức kéo cung càng mạnh thì bảo thạch phát sáng càng nhiều. Nếu anh có thể kéo sáng được 10 viên trở lên thì sẽ nhận được 50.000 tiền tiên. Còn nếu kéo sáng được 15 viên thì vừa nhận được 100.000 tiền tiên, vừa nhận được một món quà. Ngô Bình nhìn về phía cây cung thì thấy nó dài 2 mét, toàn thân một màu đen kịt. Anh giơ tay ra cầm thì thấy nó rất nặng, bét cũng vài nghìn cân. Anh hít sâu một hơi rồi cầm cung lên bằng tay trái. Còn tay phải kéo dây cung, bảo thạch trên thân cung bắt đầu phát sáng, người đứng sau anh bắt đầu cất giọng đếm. 12, 13, 14, 15, thành công. Xong, Ngô Bình vẫn tiếp tục, số lượng bảo thạch phát sáng tăng không ngừng, cuối cùng tất cả cùng phát sáng. Sau đó, anh buông tay, một tia sáng quan màu lam bắn lên trời, sau đó hóa thành một con mưa tên bắn cực lớn ở trên không, khí thế khiến ai cũng phải khiếp sợ. Người thanh niên cũng ngẩn ra rồi cười nói, công tử, sức của anh mạnh quá, tôi sẽ đưa anh 1 triệu tiền tiên, ngoài ra còn tặng anh 2 món quà. Nói rồi, anh ta đưa cho Ngô Bình 1 triệu tiền tiên cùng 2 đồng tiền ngọc. Hàng bên cạnh bày một cái đàn cổ, một cô gái trẻ đang ngồi cạnh đàn rồi cười nói, công tử, tôi có một khúc nhạc, mỗi lần gảy được 5.000 tiền tiên. Nếu công tử có thể gảy được hết đoạn 1 thì sẽ nhận được 20.000 tiền tiên. Ngô Bình nhìn cây đàn thì thấy nó có 7 đoạn nên hỏi, nếu tôi gảy đến đoạn thứ 7 thì sao? Cô gái, thì anh sẽ nhận được 3 triệu tiền tiên và 3 món quà. Ngô Bình lập tức ngồi xuống rồi khẽ gảy đàn, âm thanh mê hoặc vang lên. Anh nhìn nhạc phổ rồi bắt đầu chơi, anh gảy hết đoạn thứ nhất rồi chuyển luôn sang đoạn thứ 2. Đột nhiên anh thấy cây đàn hơi rung lên, anh cần dùng nhiều sức hơn để áp chế, không thì sẽ bị phản phệ. Anh đàn tiếp đến đoạn thứ 3, thứ 4 rồi một lèo đến đoạn thứ 7. Lúc này, có vô vàn sát quang bắn ra từ tay anh, nhưng đều bị anh áp chế hết. Kết thúc đoạn thứ 7, anh vung 10 đầu ngón tay lên thì có 3.000 sát quang bay vút lên cao rồi ngưng tụ thành một sát trận bức người, sát khí khủng khiếp ấy khiến mọi người ở đây đều gai sống lưng. Cô gái cảm thán, công tử đúng là nhân vật tuyệt thế, sau đó, cô ấy đã đưa cho anh 3.000 tiền tiên cùng 3 đồng tiền ngọc. Vậy là Ngô Bình đã có 14 đồng tiền ngọc trong tay. Dạ Vô Cực đã không thể ngồi yên được nữa, hắn chặn trước mặt Ngô Bình rồi lạnh giọng nói, này, anh hơi bị tham quá rồi đấy. Ngô Bình khó hiểu hỏi, tôi tham cái gì? Dạ Vô Cực tức giận nói, lẽ nào anh định lấy hết tiền ngọc à? Ngô Bình, ủa tôi có cấm cản gì ai đâu, phía sau còn rất nhiều sạp hàng, nếu các anh có giỏi thì tự đi mà lấy. Dạ Vô Cực không thể phản bác, nếu hắn mà có tài thì đã đi thử lâu rồi, chứ đứng đây đấu võ mồm với Ngô Bình làm gì. Ngô Bình, phiền tránh ra. Dạ Vô Cực cảm nhận được sát khí mờ ảo trên người Ngô Bình nên đành đen mặt tránh sang một bên. Ngô Bình đi tới một hàng xăm mình, cạnh đó treo 24 hình xăm. Thấy thế, Ngô Bình cảm giác chúng mạnh dần lên và như ẩn chứa một sức mạnh thần bí nào đó.
Chủ hàng là một người đàn ông cao gầy, anh ta cười nói, công tử, các hình xăm này đều có giá khác nhau, rẻ nhất là 5.000 tiền tiên, đắt nhất là 5 triệu. Ngô Bình hỏi, có quà tặng kèm không? Chủ hàng, nếu anh xăm hình số 5 hoặc trên số đó thì tôi tặng anh 1 đến 6 món quà luôn. Ngô Bình, nói vậy là nếu tôi xăm hình số 24 thì tôi sẽ nhận được 6 món quà hả? Chủ hàng, đúng rồi. Ngô Bình liếc nhìn thì thấy hình xăm số 24 là phức tạp nhất, sức mạnh thần bí bên trong nó cũng mạnh nhất. Anh gật đầu nói, xăm cho tôi hình số 24. Chủ hàng ngẩn ra nói, công tử, hình ấy đắt lắm, 5 triệu tiền tiên đó, đắt cũng đồng nghĩa với sức mạnh lớn, người bình thường không thể chịu được. Ngô Bình, không sao, cứ lấy cho tôi. Nói rồi, anh cởi áo ngoài ra, để lộ phần lưng. Chủ hàng ngồi phía sau anh rồi dùng dụng cụ xăm hình cùng nhiều màu sắc để xăm. Anh ta làm rất nhanh, chỉ nửa tiếng sau thì trên lưng Ngô Bình đã xuất hiện một hình xăm kín nửa lưng. Ngay khi hình xăm hoàn thành, Ngô Bình lập tức cảm thấy có một sức mạnh hung hãn giữa trời đất tiến vào trong cơ thể mình. Nếu không nhờ có pháp thai mạnh mẽ và từng trải qua lôi kiếp thì chắc anh đã thịt nát xương tan rồi. Khi anh đứng dậy thì khí tức đó lan ra, khiến mọi người xung quanh phải lùi lại với vẻ bàng hoàng. Ngô Bình đứng dậy thì hình xăm trên lưng phát sáng, sau đó nó đã biến mất nhưng khí tức thì vẫn còn đó. Chủ hàng ngẩn ra nhìn anh rồi nói, hình xăm này chưa từng có ai chọn, người mạnh nhất trước anh cũng chỉ xăm hình số 19 thôi. Người đó từng thứ đến số 20 nhưng mới xăm được một nửa thì đã hộc máu rồi bị thương nặng, vì thế đã chọn xuống hình số 19. Ngô Bình hỏi, hình này có tên không? Chủ hàng gật đầu nói, có, đó là Đại Ma Thần. Đại Ma Thần, Ngô Bình, đây là 5 triệu tiền tiên. Chủ hàng đã đưa cho Ngô Bình 6 đồng tiền ngọc, hiện giờ anh đang giữ 20 đồng rồi. Dạ Vô Cực càng cuống hơn. Hắn định đi tới chỗ Ngô Bình, nhưng lại thoáng do dự, cuối cùng đành thở dài một hơi. Nguyệt Thanh Ảnh cũng cảm thấy có gì đó là lạ nên nhỏ giọng nói, anh Bình, chắc chắn tiền ngọc có ý nghĩa gì đó, càng có được nhiều thì càng tốt. Ngô Bình, thế thì chúng ta đi kiếm tiếp. Anh đi sang hàng đối diện, chủ hàng lập tức dậy cười nói, công tử, chỗ tôi không có tiền ngọc đâu. Anh lại hỏi thêm vài chỗ nữa thì kết quả đều là không có quà tặng kèm. Anh cau mày nói, xem ra mỗi người chỉ được lấy nhiều nhất là 20 đồng tiền ngọc thôi. Anh lắc đầu rồi quay về chòi nghỉ mát ngồi, xung quanh có rất nhiều người định sáp tới nhưng cuối cùng lại không dám. Chỉ có một người đàn ông áo xám mỉm cười đi tới. Anh bạn, tôi ngồi đây được không? Ngô Bình, tùy anh. Người áo xám ngồi xuống rồi cười hỏi, anh có biết tác dụng của tiền ngọc không? Ngô Bình nhìn người đó. Đến Dạ Vô Cực còn không biết thì sao anh biết chứ? Người áo xám, 300 năm trước, tổ tiên nhà tôi từng đến đây. Khi ấy, người cũng có 2 đồng tiền ngọc. Nói rồi, anh ta nhìn Ngô Bình, hy vọng anh sẽ hỏi mình tiếp. Nhưng Ngô Bình chẳng hề có ý nghe tiếp, anh nghĩ kiểu gì lên núi xong thì mình cũng biết ý nghĩa của mấy đồng tiền này thôi nên người này có nói hay không thì cũng vậy. Người áo xám ho khan một tiếng rồi nói. Sau khi lên núi, mấy đồng tiền ngọc này sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Sau khi thông qua khảo hạch, tổ tiên nhà tôi đã vào một hang động chứa đầy báu vật, chúng ta có thể mua đồ ở đó bằng tiền ngọc. Rẻ nhất là 1 đồng một món, đắt nhất thì 10 đồng. Đi đến cuối thì tiền ngọc còn có thể mua được mạng. Nghe thấy có thể mua được mạng, cuối cùng Ngô Bình cũng nổi hứng hỏi, mua mạng là thế nào? Người áo xám cười nói. Khảo hạch sau cùng của đại hội quần hùng vô cùng nguy hiểm, có thể dùng tiền ngọc để mua bùa hộ thân, 1 đồng một cái, nhiều nhất có thể mua 3 cái. Ngô Bình, tổ tiên nhà anh trụ được đến cuối à? Người áo xám lắc đầu, khi ấy, tổ tiên nhà tôi hết tiền ngọc rồi, cho nên đã từ bỏ khảo hạch, đây là điều mà người tiếc nuối nhất. Ngô Bình, tại sao anh lại kể tôi biết những chuyện này? Người áo xám. Vì tôi cũng đến tham gia đại hội và tôi muốn kết bạn với anh. Ngô Bình ừm một tiếng chứ không nói gì thêm. Người áo xám, tôi là Lưu Tuyên Diệp, anh tên gì? Ngô Bình, Ngô Bình. Lưu Tuyên Diệp, anh Ngô đang có những 20 đồng tiền ngọc, ngưỡng mộ quá. Ngô Bình, anh cũng có à?
Lưu Tuyên Diệp thở dài, tôi chỉ có một đồng, còn thua cả tổ tiên tôi ngày xưa. Nhưng tôi đã hài lòng lắm rồi, tôi chỉ cần vào hang động chọn một món bảo bối là được. Ngô Bình, có phải mỗi người chỉ lấy nhiều nhất 20 đồng tiền ngọc không? Lưu Tuyên Diệp, đây là một trong các quy định, hôm qua cũng có người lấy được 15 đồng tiền đó. Ngô Bình, người đó có ở đây không? Lưu Tuyên Diệp, không, chắc ngày mai mới xuất hiện. Song số tiền ngọc mà hắn có về sau chắc phải trên 30 đồng. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên, lấy đâu ra mà nhiều thế? Lưu Tuyên Diệp, người lấy được 15 đồng tiền ngọc thì chắc chắn là thiên kiêu tuyệt thế, nhiều người có tiền ngọc đã hợp tác với hắn rồi tặng tiền ngọc cho hắn, giúp hắn lên vị trí đầu tiên. Kể đến đây, anh ta cười nói, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có người đến tìm anh Ngô. Ngô Bình một tiếng rồi nhìn về phía xa. Lúc này, có hai tu sĩ thanh niên bước nhanh tới, sau đó dừng lại cách chòi nghỉ mát không xa. Lưu Tuyên Diệp lấy một đồng tiền ngọc ra rồi cười nói, anh Ngô, nếu tôi không thể lên núi thì xin anh hãy chọn một món bảo bối giúp tôi. Xong việc, tôi sẽ mua lại nó với giá cao. Ngô Bình nhìn đồng tiền rồi thờ ơ nói, nếu tôi dùng mất thì anh không tiếc à? Lưu Tuyên Diệp cười nói, nếu tôi không lên núi được thì nó có tác dụng gì đâu. Ngô Bình, anh có thể bán nó. Lưu Tuyên Diệp lắc đầu, bao nhiêu tiền cũng không sánh được với bảo bối trong hang báu, thà tôi đánh cược một phen. Ngô Bình nhận lấy đồng tiền rồi nói, để đó cho tôi. Lưu Tuyên Diệp hành lễ rồi rời đi. Hai người ban nãy đi tới rồi chắp tay nói, chúng tôi muốn thực hiện một giao dịch với công tử. Ngô Bình, gì thế? Một người trong số đó lấy 2 đồng tiền ngọc ra, người còn lại lấy 3 đồng. Đây là tiền ngọc của chúng tôi, tạm thời muốn nhờ công tử giữ hộ. Nếu chúng tôi có thể lên núi thì phiền anh trả lại, khi ấy chúng tôi sẽ trả anh một số tiền xứng đáng. Còn nếu chúng tôi không lên núi được thì nhờ anh dùng số tiền này để chọn vài bảo bối giúp. Khi nào anh xuống thì chúng tôi sẽ mua lại bảo bối với giá cao. Ngô Bình, các người không sợ tôi dùng tiền này mua bảo bối rồi giữ làm của riêng à? Hai người kia nhìn nhau cười, một người nói, thực lực của công tử mạnh như vậy, sau này chắc chắn là cường giả tuyệt đỉnh, việc gì phải tham lam chút đồ của chúng tôi chứ? Ngô Bình gật đầu, được rồi, tôi đồng ý. Nói rồi, anh nhận lấy tiền ngọc. Sau đó, lại có thêm người đến tìm Ngô Bình, cuối cùng anh đã có tới 40 đồng tiền ngọc. Những người đưa anh tiền đều không đi xa mà ở cách anh khá gần, họ tạo thành một vòng tròn, còn Ngô Bình ở giữa. Giờ họ đang có lợi ích chung với anh nên lợi ích của anh cũng là của họ. Nguyệt Thanh Ảnh, không ngờ đại hội này lại có nhiều trò như thế. Ngô Bình, xem ra lên được trên núi là rất khó, những người này đều không đủ tự tin. Nguyệt Thanh Ảnh, đương nhiên, tuy họ có tiền ngọc nhưng không phải ai cũng lên núi được. Loáng cái trời đã sáng, một ngày mới bắt đầu. Đột nhiên có một đạo nhân đội mũ ngọc xuất hiện, người này vừa đến thì tất cả mọi người đều súng lại. Đạo nhân nói, các vị, đại hội quần hùng chuẩn bị bắt đầu. Bây giờ, tôi sẽ tuyên bố cách tuyển chọn người lên núi. Những người tham gia sẽ phải trải qua 3 vòng thi, mỗi vòng đều loại đi cơ số người. Cuối cùng chỉ có vài chục người lên núi thôi. Người này liếc nhìn quanh một vòng rồi nói, giờ là vòng thứ nhất, mời mọi người đứng ở khu vực màu tím ở phía trước. Ngô Bình nhìn lên thì thấy có một khu vực màu tím rất rộng, tất cả bước tới đó, có khoảng 600 người. Ngô Bình cũng nằm trong số này, anh đứng ở phía rìa để tiện quan sát. Đạo nhân áo xanh ném một cái chuông lớn ra, nó cao cả 100 mét rồi lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người. Sau đó, đạo nhân búng tay một cái, một sức mạnh đánh vào cái chuông, tiếng chuông vang lên, sóng âm tích tụ rồi vang xuống mọi người bên dưới. Keng! Sau đó, có hơn 100 trong số 600 người đã bịt tai lại rồi ngã xuống đất. Cheng! Sau tiếng chuông thứ hai, lại có thêm hơn 100 người rụng. Tiếng chuông vang lên liên tục 6 lần, số người còn đứng vững lại là hơn 200 người, loáng cái đã vơi bớt quá nửa. Đạo nhân áo xanh gật đầu nói, khá lắm, vòng 1 vẫn còn hơn 200 người ở lại, so với lần trước là tốt hơn rồi. Sau đó,
Ông ấy thu cái chuông lại rồi nói, mời các vị còn đứng đi sang khu vực màu xanh lam. Khu vực màu xanh lam có hình tròn, diện tích nhỏ hơn một nửa so với khu vực trước. Sau khi mọi người đứng ở đây, đạo nhân áo xanh đã ném một quả cầu màu đồng ra. Quả cầu bay lên cao rồi biến thành một con rối cao 2 mét và cầm trường kiếm trong tay. Đạo nhân áo xanh, đây là con rối chiến đấu bằng đồng thau, ai có thể trụ vững trước 5 chiêu của nó thì qua vòng. Ông ấy vừa nói dứt câu thì có một người bước lên, nhưng chưa được bao xa thì đã bị trúng một kiếm của con rối rồi ngã vật ra đất. Những người khác đều ra tay rồi tấn công con rối, nhưng chỉ một, hai chiêu là bị đánh bay. Loáng cái, chỉ còn lại hơn 100 trong số hơn 200 người, trong đó mới chỉ có 8, 90 người là đỡ được 5 chiêu trở lên của con rối. Ngô Bình cũng đã xuất chiêu, anh đi tới cạnh con rối rồi tung một đấm ra. Anh chưa dùng hết sức, sau khi giao đấu 5 chiêu với con rối thì cũng nhanh chóng rút lui. Hiện giờ chưa phải lúc thể hiện, vì thế anh chỉ đỡ đủ số chiêu để qua vòng. Xong, khi anh lùi lại thì con rối lại áp sát rồi tung một tuyệt chiêu ra. Ngô Bình hết cách đành thi triển một tinh thuật, một ngọn lửa bắn ra từ tay anh, sau đó đốt con rối cháy thành dung dịch, cuối cùng thì thành một khối phế liệu. Đạo nhân áo xanh sáng mắt lên rồi cười nói, khá lắm. Cậu đã đánh tan con rối, vì thế sẽ được nhận thêm 10 đồng tiền ngọc. Dứt lời, ông ấy vung tay lên, 10 đồng tiền đã bay vào tay Ngô Bình. Vòng tuyển chọn vẫn tiếp tục, một người đàn ông áo vàng có dáng người cao lớn bước ra, sau đó tung những đòn rất hiểm đánh cho con rối phải lùi lại liên tục. Sau hơn 30 chiêu, người này cũng đã hạ được con rối bằng một quyền. Nhưng người này không thể phá hủy con rối giống Ngô Bình. Nhưng có thể giao đấu với nó trên 30 chiêu thì cũng ngang trình với Ngô Bình rồi. Có thể thấy, người này cũng muốn phá hỏng con rối để nhận tiền thưởng giống Ngô Bình, song lực bất tòng tâm. Sau vòng này chỉ còn 163 người thông qua. Đạo nhân áo xanh nói, vòng thứ 3 mời mọi người đi vào khu vực màu trắng. Sau đó, mọi người sẽ nghe thấy một đoạn kinh văn, ai có thể nhớ được hết thì qua vòng. Khi 163 người bước vào khu vực màu trắng, lập tức có một giọng nói vang lên rồi truyền vào tai của họ. Ngô Bình nghe xong thì thấy đoạn kinh văn này khá tối nghĩa, nếu không thể lý giải được ý nghĩa của nó thì khó mà nhớ nổi. Đoạn kinh vang lên khoảng 10 phút thì ngừng, đạo nhân áo xanh nói, ai có thể nhớ được hết cả đoạn thì qua vòng, còn lại thì bị loại. Ngay sau đó chỉ còn lại 95 người. Cuối cùng, từng người đi đến trước mặt đạo nhân áo xanh để đọc thuộc lại kinh văn, kết quả có 13 người không đọc được hoàn chỉnh nên đều bị loại. Sau 3 vòng tuyển chọn, hiện chỉ còn 82 người ở lại. Đạo nhân áo xanh nói, còn có 82 người, trong khi lần trước được 109 người. Đúng là thiên tài ngày càng ít đi, lớp sau thua lớp trước. Cảm thán một câu xong thì ông ấy nói tiếp, 82 người đi theo tôi. Mọi người cùng nhau lên núi, trong đó chỉ còn 3 người từng đưa tiền ngọc cho Ngô Bình. Trên đường đi, Ngô Bình đã trả lại tiền cho họ. Đương nhiên, anh không đưa không, mà họ phải đổi lại bằng 50.000 tiền tiên. Vì thế, anh chỉ còn lại 47 đồng tiền. Con đường dài lên núi được lát bằng ngọc, nhìn mãi không thấy đỉnh, không rõ có bao nhiêu bậc thang nữa. Trong bố 3 người nhận lại tiền ngọc thì có cả Lưu Tuyên Diệp. Anh ta đi cạnh Ngô Bình rồi nói, anh Ngô, có đến 3.000 bậc thang cơ, trong chúng ta chắc chỉ có nửa non đi được đến cuối thôi. Ngô Bình, đây cũng là thử thách à? Lưu Tuyên Diệp gật đầu, trước kia, tổ tiên nhà tôi cũng phải cố hết sức mới đi đến cuối được. Đạo nhân áo xanh nghe thấy cuộc trò chuyện của họ thì nói, đúng thế, càng về sau thì các bậc thang càng khó đi, ai có thể đi đến cùng thì mới được vào hang báu. Quả nhiên họ càng đi thì Ngô Bình càng thấy có một nguồn sức mạnh kỳ lạ ảnh hưởng đến tinh thần của mình, mọi người xung quanh cũng bắt đầu lộ vẻ bực dọc. Khi họ đi được 1.000 bậc thì chợt có người ôm đầu hét lên, tôi không đi nữa, tôi có một đồng tiền ngọc đây, có ai mua không? Người đàn ông áo vàng nói ngay tôi. Ngô Bình hỏi, anh bán bao nhiêu? 1.000 tỷ một đồng. Người đàn ông áo vàng lườm Ngô Bình rồi nói, dám giành với bổn hoàng tử à? Ngô Bình lập tức phứt cho người kia 1.000 tỷ, anh đã dùng hành động thực chất này để trả lời câu hỏi của tên áo vàng.
Đạo nhân áo xanh cười nói với Ngô Bình, cậu ấy là cửu hoàng tử của Hoàng Triều Thái Sử, cậu cũng gan đấy. Sau đó, liên tục có người bỏ cuộc, Ngô Bình và tên áo vàng thi nhau mua lại tiền ngọc của họ. Khi đi đến cuối, Ngô Bình lại mua được 13 đồng tiền ngọc, còn tên áo vàng thì mua được 10 đồng. Nhưng bây giờ chỉ còn lại 46 người mà thôi. Cuối cùng họ cũng đi tới đỉnh, ở đây có một quảng trường rất rộng. Hiện tại đang có 15 cột kim loại to đùng ở đây, có cái cao cái thấp, cái to cái nhỏ. Đạo nhân áo xanh nói, mọi người có nhìn thấy 15 cột kia không? Mỗi người hãy chọn một cái, cột to và cao nhất có thứ hạng cao nhất và ngược lại. Tiếp theo, mọi người sẽ vào hang báu theo thứ tự. Ông ấy vừa nói dứt câu, Ngô Bình và tên áo vàng đã cùng bay tới cột cao nhất. Ngô Bình nhanh chân hơn nên đã chọn được trước. Tên áo vàng nổi giận nên đã tung hai đường sát quang ra, hòng đánh bay Ngô Bình. Xong, anh chỉ giơ một tay lên thì đã có một màn sáng hình tròn xuất hiện, bên trên có vô vàn vì sao sáng lấp lánh đã dễ dàng chặn được đòn tấn công của tên kia. Tấn công thất bại, tên áo vàng định ra tay tiếp, nhưng đạo nhân áo xanh chợt nói, cậu chọn cái khác đi. Tu sĩ áo vàng hậm hực thu tay, đành chọn cột cao thứ hai. Những người khác cũng đang tranh nhau, loáng cái cả 15 cột đều đã có người. 31 người còn lại chỉ biết trơ mắt đứng bên ngoài nhìn. Đạo nhân áo xanh nói, ai không lên được cột thì có thể vào hang động bên ngoài chọn bảo vật, chọn xong thì xuống núi. Những người này không hề buồn bã, trái lại họ rất vui, vì mục đích họ lên đây là để lấy bảo bối, giờ mục tiêu đã đạt được thì đương nhiên họ phải vui rồi. Đạo nhân áo xanh lại nói với nhóm Ngô Bình, các vị sẽ được vào hang báu thật sự. Vào đó rồi thì có thể dùng tiền ngọc để mua đồ. Ngô Bình hỏi, xin hỏi sau khi rời khỏi hang báu thì chúng tôi sẽ đi đâu? Đạo nhân áo xanh, các vị sẽ vào nguyên sử giới, trong đó có 9 loại truyền thừa của nguyên sử thiên tôn. Ai lĩnh ngộ được nhiều truyền thừa hơn thì sẽ giành được vị trí đầu tiên của đại hội quần hùng. Người đứng đầu sẽ nhận được tiền thuế một năm của tiên giới nguyên sử và nguyên sử thiên phù có uy lực mạnh mẽ. Dứt lời, ông ấy đã dẫn nhóm 15 của Ngô Bình vào trong hang báu chọn bảo vật. Hiện giờ, Ngô Bình đang có 65 đồng tiền ngọc, vì thế anh rất bình tĩnh đi cùng đạo nhân áo xanh vào trong hang báu. Bảo bối ở bên trong đều được xếp đặt lại vào mỗi lần đại hội, chỉ có tu sĩ đầu tiên đi vào mới có thể chọn được món đồ quý nhất. Ngô Bình đã tranh được cái cột cao nhất nên anh đủ tư cách để là người đầu tiên vào hang. Khi đến cửa hang, anh nhìn thấy trên đỉnh có ghi hai chữ hang báu, khí tức đang tỏa ra mãnh liệt từ đó. Đạo nhân áo xanh cười nói, lần này đại hội chỉ phát ra 100 đồng tiền ngọc, thêm cả phần thưởng ngoại lệ nữa thì tổng là 110 đồng. Một mình cậu độc chiếm hẳn 65 đồng thì có thể nói là xưa nay chưa từng có. Người có nhiều tiền ngọc nhất trong lịch sử cũng chỉ có 52 đồng mà thôi, cậu đã hơn người đó 13 đồng. Được rồi, cậu có thể vào trong chọn thỏa thích, đạo nhân áo xanh vỗ vai Ngô Bình, ra hiệu cho anh có thể vào hang báu rồi. Sau khi vào hang, Ngô Bình đã nhìn thấy đủ loại bảo bối khác nhau nằm trên các đài ngọc. Các đài ngọc này có chiều cao khác nhau, bên cạnh còn có bảng giá, món giá 1 đồng, món thì 3 đồng. Ngô Bình nhanh chóng chú ý tới cái đài cao và to nhất. Rõ ràng đồ càng quý thì đài ngọc sẽ càng to, như vậy sẽ khiến người ta dễ chọn hơn. Trên đài ngọc này có một quả hồ lô da vàng khắc đầy phù văn kiếm đạo. Ngô Bình cầm nó lên thì cảm thấy bên trong ẩn chứa kiếm khí cực mạnh, chắc chắn nó là một món bảo bối vô cùng lợi hại. Nhưng giá của nó cũng rất chát, những 25 đồng tiền ngọc. Ngô Bình không chút do dự mua ngay. Sau đó tiếp tục đi chọn đồ. Trên đài ngọc cao thứ hai có một bộ giáp trong suốt. Theo giới thiệu thì nó dành cho tu sĩ thần anh, sau khi mặc lên người thì có tác dụng bảo vệ. Hơn nữa, bản thân bộ giáp này cũng có sức mạnh lớn, nó có thể chống lại đòn tấn công của cường giả tầng thứ 6 đạo cảnh trở xuống. Nếu gặp phải nguy hiểm lớn thì nó còn có thể quyên sinh để cứu chủ nhân. Vì thế, nó cũng là một món bảo bối quý hiếm. Giá là 20 đồng tiền ngọc. Loáng cái, Ngô Bình đã tiêu hết 45 đồng tiền ngọc, anh bắt đầu thấy tiếc của. Tiếp theo, anh quay sang mua bùa hộ thân. Bùa hộ thân giá không cao, chỉ 1 đồng tiền ngọc một cái, vì
vì thế Ngô Bình đã mua hẳn 10 cái. 15 đồng tiền ngọc còn lại thì anh đã mua 12 món bao bối, sau đó sẽ giao lại cho những người đã gửi anh tiền. Đương nhiên, họ muốn lấy được những bảo bối này thì phải trả anh một khoản tiền lớn. Chọn đồ xong, Ngô Bình rời khỏi hang báu. Người thứ hai đi vào là cửu hoàng tử. Hắn lườm Ngô Bình cháy mặt rồi mới đi vào, nhìn thấy bảo bối trên hai cột cao nhất đã bị lấy mất, hắn tức đến hét lên. Chết tiệt, dám lấy kiếm hồ và thất thần giáp của ta. Mục tiêu lớn nhất hắn đến đây lần này là để lấy kiếm hồ cùng thất thần giáp. Với lượng tiền ngọc mà hắn có, hắn hoàn toàn có thể làm được điều này. Nhưng giờ chẳng còn món nào cả, không cần nghĩ cũng biết hắn đang đau lòng cùng tiếc nuối đến cỡ nào. Chẳng còn cách nào khác, cửu hoàng tử đành chọn thứ khác. Sau khi đi ra ngoài, hắn nhìn Ngô Bình với ánh mắt hình viên đạn, như thể muốn giết anh bằng ánh mắt. Ngô Bình chẳng quan tâm, sắp tới đây anh còn phải vào nguyên sử giới. Đến lúc đó, kiểu gì hai bọn họ cũng có một trận đấu nảy lửa, anh chắn chắn sẽ không nương tay. Sau đó, 13 người còn lại cũng lần lượt vào hang báu và mua những món đồ mà mình muốn. Hiển nhiên là càng vào sớm thì càng có nhiều đồ tốt, nhưng dẫu sao mọi người cũng đều đổi được đồ nên tâm trạng vẫn khá vui vẻ. Đạo nhân áo xanh nói, tiếp theo đây, tôi sẽ mở nguyên sử giới. Sau khi vào đó, các vị hãy nghĩ cách để có được truyền thừa của nguyên sử đạo tôn. Bất kỳ một truyền thừa nào của đạo tôn cũng có tác dụng với các vị, cho nên các vị hãy cố hết sức vào. Đương nhiên nhận được truyền thừa không phải chuyện dễ, rất có thể các vị cũng sẽ chết trong đó hoặc biến thành vô tri hay bị những người khác giết hại. Người từng nhận được nhiều truyền thừa nhất trong lịch sử là một thiên kiêu của 1.300 năm trước. Người này đã nhận được 5 loại truyền thừa, tôi hy vọng trong các vị sẽ có người phá được kỷ lục này, dứt lời, ông ấy nhìn Ngô Bình với ánh mắt sâu xa. Sau khi nhắc nhở thêm đôi điều, đạo nhân áo xanh đã phát cho mỗi người một tờ bản đồ, bên trên có ghi rõ địa điểm của truyền thừa. Cuối cùng, ông ấy lấy một cánh cửa nhỏ ra rồi ném lên cao, nó đã biến thành một cánh cổng cao hơn 5 mét. Sau khi cửa mở, tất cả mọi người đều ùa vào. Ngô Bình là người vào đầu tiên. Vừa vào trong, anh đã bắt đầu rơi tự do, anh lập tức khống chế cơ thể và trấn tĩnh lại, sau đó phát hiện mình đang ở trên cao. Không lâu sau, anh đã đáo xuống một thảo nguyên, xung quanh có khá nhiều dê vàng và ngựa hoang đang ăn cỏ. Sự xuất hiện của anh đã khiến bầy ngựa hoang chạy tán loạn. Anh mở bản đồ ra thì thấy cách thảo nguyên này không xa về phía tây có một địa điểm truyền thừa. Anh đứng dậy bước đi thì phát hiện độn hành và đi lại ở đây rất tốn sức. Vì thế, anh đã quan sát bầy ngựa hoang, sau đó tiến lại gần rồi cưỡi lên một con. Con ngựa rất hung hăng. Nhưng sau khi ăn một đấm của Ngô Bình thì đã ngoan hẳn, sau đó phối hợp nhịp nhàng với anh chạy về phía tây. Nó chạy rất nhanh, chỉ hơn một tiếng sau thì anh đã nhìn thấy một cung điện to lớn. Gần cung điện có khá nhiều người sống, tính ra cũng gần 100 người. Khi đến gần cổng cung điện thì anh mới thấy bên trong đó còn có nhiều người hơn, ít cũng phải 300-400 người. Anh thấy rất lạ, sao nguyên sử giới lại có nhiều người thế này? Cạnh đó có một tu sĩ trung niên đang ngẩn ngơ ngồi dưới đất vừa ăn thịt dê nướng vừa lẩm bẩm một mình, như đang suy tư gì đó. Ngô Bình tiến lại gần rồi chắp tay hỏi, xin hỏi ông cũng tham gia đại hội quần hùng ư? Người kia nghe thấy vậy thì ánh mắt chợt mơ màng, mãi sau mới nói, đúng, những đó là chuyện của rất lâu về trước rồi. Ngô Bình, rất lâu rồi ư? Chắc cũng hơn 300 năm rồi chứ ít gì. Ông ta như đang hỏi chính mình. Ngô Bình sững người, hơn 300 năm ư. Nói vậy thì tất cả mọi người ở đây đều từng tham gia đại hội quần hùng rồi. Anh hỏi tiếp, tại sao ông không rời đi? Tôi chưa thể lĩnh ngộ truyền thừa của đạo tôn nên không đi được. Ông ta như đã phát điên, sau đó tiếp tục kể lể mà chẳng hề để ý đến Ngô Bình. Ngô Bình lại hỏi thêm mấy người nữa thì họ đều trả lời như nhau. Năm xưa họ đều từng là tu sĩ tham gia đại hội quần hùng, nhưng mãi đến giờ vẫn chưa có thu hoạch gì. Song, họ không cam tâm nên đã ở lại đây ngày đêm lĩnh ngộ, thời gian cứ thế trôi đi, loáng cái đã vài trăm năm rồi. Ngô Bình lắc đầu rồi thầm cảm thán. Anh tiếp tục đi vào cung điện thì thấy mọi người ở quanh đây đều nhìn mình,
mắt ai cũng sáng bừng khiến anh cảm thấy nguy hiểm đang rình rập. Anh đứng lại rồi cảnh giác quan sát xung quanh. Có một người bước tới gần rồi cười nói, anh là tu sĩ vừa tham gia đại hội quần hùng đúng không? Ngô Bình, đúng. Người này mặc áo xanh có làn da trắng, mái tóc đen, tuy miệng luôn mỉm cười nhưng nhìn lại rất nham hiểm. Người áo xanh, theo quy định ở đây thì cậu cần nộp bảo bối mà mình lấy được trong hang báu, cùng toàn bộ tài nguyên mà cậu có. Ngô Bình, các người định cướp của à? Người áo xanh, đúng thế, cướp của anh đấy. Anh có thể từ chối, nhưng kết quả của hành động đó là chết. Nói rồi, hắn để lộ sát khí trong ánh mắt rồi chờ đáp án của Ngô Bình. Ngô Bình thờ ơ nói, con người tôi chưa biết sợ đe dọa là gì. Người áo xanh vung tay lên, lên. Bốn tu sĩ tầng thứ 9 thần thông ở cạnh đó lập tức ra tay, song họ còn chưa kịp thi triển phép thần thông thì Ngô Bình đã đập vào kiếm hồ ở bên hông, một đường kiếm khí bay vút lên cao rồi hóa thành hàng nghìn đường kiếm nhỏ múa lượn trên không. Chúng không di chuyển theo một quy luật nào cả, nhưng lại bay rất nhanh như một màn sương. Bù! Các đường kiếm xẹt qua, bốn tu sĩ kia đã bị chém thành nhiều mảnh. Máu thịt lẫn lộn rơi xuống đất. Sau đó tất cả kiếm khí đã tập trung trên đỉnh đầu của tên áo xanh. Hắn ta tái mặt, không thể ngờ pháp bảo của người mới này lại đáng sợ như thế. Lần này, hắn ta chọc nhầm người rồi. Hắn ta run rẩy quỳ xuống đất rồi nói, đừng giết tôi. Ngô Bình, anh cầm đầu ở đây hả? Tu sĩ áo xanh, không, tôi chỉ thu nhận một tốp tùy tùng ở đây để đi cướp đồ của người mới thôi. Ngô Bình, thế mau giao đồ anh đã cướp ra đây. Tu sĩ áo xanh nhăn mặt, nhưng không dám cãi lời nên đành lấy một cái nhẫn ra đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình vừa nhìn đã thấy trong nhẫn chất khá nhiều đồ, đếm sơ cũng phải tới cả chục nghìn món, trong đó có vài chục món là từ hang báu. Ngoài ra, số tiền tiên ở đây cũng lên tới mấy trăm nghìn tỷ, đồ linh tinh khác thì còn nhiều hơn. Anh nhìn xong thì cất nó đi rồi hỏi, có mỗi anh cướp đồ ở đây thôi à? Tu sĩ áo xanh lắc đầu, còn một nhóm nữa, thực lực của họ mạnh hơn tôi. Ngô Bình, dẫn tôi đi gặp họ. Tu sĩ áo xanh vã mồ hôi hột, nhưng không dám từ chối, nên đành ngoan ngoãn dẫn Ngô Bình đến chỗ của một người khác. Người này đang ngồi trên một núi đất, xung quanh có vài chục người, xem ra là thuộc hạ của gã. Ngô Bình gây ra động tĩnh lớn nên người này cũng đã chú ý tới anh. Thấy anh đi tới. Gã cười nói, cậu bạn có chuyện gì à? Ngô Bình, anh cướp của nhiều người mới ở đây rồi đúng không? Mau giao hết đồ ra đây, không tôi sẽ giết anh. Đương nhiên anh sẽ không nhân từ với hạng người này. Tên đó thờ ơ nói, cậu tưởng có một món pháp bảo lợi hại thì có thể ăn được tôi à? Chẳng lẽ không, Ngô Bình lạnh giọng châm chọc. Người kia bật cười, đám thuộc hạ lập tức tản ra, sau đó kết thành một đại trận. Sức mạnh của tất cả mọi người nối liền nên lập tức tăng vọt. Tên kia cười phá lên nói, đây là sát trận do chúng tôi vất vả tạo ra, dù cậu là cường giả đạo cảnh thì cũng không thoát được đâu. Đạo cảnh, dứt lời, Ngô Bình mặc bộ giáp lên người, sau đó đeo thêm nhẫn cửu long, khí tức của một cường giả đạo cảnh lập tức tuôn ra. Thấy thế, nhóm người kia nghệt mặt ra. Ngô Bình, muốn thử xem tôi phá sát trận của các người không? Tên kia bắt đầu do dự, nhưng gã không cam tâm khi phải giao nộp hết đồ tích lũy trong nhiều năm qua. Dẫu sao, gã cũng chuẩn bị rời khỏi đây rồi, nhưng nếu không giao nộp cho Ngô Bình thì khả năng cao gã sẽ bị giết. Trong lúc gã đang đắn đo, Ngô Bình lạnh giọng nói, cho anh 3 giây, 3, 2, 1. Dứt lời, anh tung một quyền ra, các tu sĩ kết thành đại trận đã bị đánh bay. Sau đó... Ngô Bình phóng kiếm khí trong kiếm hồ ra để giết tên kia. Xin tha mạng. Nhưng đã muộn, gã vừa lấy nhẫn của mình ra thì các đường kiếm đã kéo tới rồi chém gã ra thành nhiều mảnh. Ngô Bình đi tới gần nhặt chiếc nhẫn lên xem, quả nhiên bên trong có nhiều đồ hơn tên áo xanh. Anh hài lòng hỏi tên áo xanh, các người đã lĩnh ngộ được truyền thừa của cung điện chưa? Tên kia cười trừ, truyền thừa đó khó lắm. Tôi đã khổ tu cả trăm năm mà chỉ được vài phần. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên, cả trăm năm rồi mà mới lĩnh ngộ được vài phần ư. Người lĩnh ngộ được nhiều nhất ở đây là ai?
tu sĩ áo xanh, người nhiều nhất cũng lĩnh ngộ được 5, 6 phần thôi. Ngô Bình, chưa từng có ai lĩnh ngộ được hết à? Tu sĩ áo xanh lắc đầu, với thực lực của chúng ta thì lĩnh ngộ hết truyền thừa của đạo tôn là chuyện không thể. Lĩnh ngộ được 7 phần thôi đã là thiên kiêu tuyệt thế rồi. Lịch sử từng ghi nhận, người lĩnh ngộ được nhiều nhất cũng chỉ 7, 8 phần thôi. Ngô Bình không khỏi thấy tò mò, rốt cuộc là truyền thừa kiểu gì mà bao năm qua chưa từng có ai lĩnh ngộ trọn vẹn được. Anh đi về phía cung điện, anh vừa xuất hiện thì mọi người đều tránh xa. Anh đã giết tên cướp mạnh nhất ở đây, chứng tỏ thực lực rất mạnh, vì thế không ai dám dây vào anh. Ngô Bình vào trong thì thấy có một bức vẽ dài họa một tu sĩ thanh niên đang thực lực các động tác gì đó, có tổng cộng 360 bức như vây. Nhìn thấy chúng, Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu. Các bức tranh như chồng chéo lên nhau, sau đó tổ hợp thành một chuỗi các động tác được thực hiện liên tục rất chậm nhưng vẫn rất khó hiểu. Nếu Ngô Bình chỉ là một thiêu kiêu bình thường, chưa từng có kinh nghiệm gì ở vũ trụ phụ thì bây giờ anh cũng khó mà nhìn thấu được ý nghĩa của các động tác này. Chính vì anh đã có nhiều trải nghiệm phong phú nên có thể nhìn ra các động tác này để cho thần anh tu luyện. Điều kỳ lạ là cách tu luyện này có điểm tương đồng với các cảnh giới của vĩnh thần mà anh từng tu luyện ở vùng đất Vĩnh Hằng. Vũ trụ phụ là hình chiếu vạn vật của vũ trụ chính, cảnh giới vĩnh thần mà Ngô Bình tu luyện có lẽ là hình chiếu của một vị đại năng nào đó thuộc vũ trụ chính, may thế nào anh lại tu luyện được. Khi ấy, Ngô Bình đang gặp đại thánh kiếp, anh đã tu luyện cảnh giới vĩnh thần ở vùng đất Vĩnh Hằng. Cảnh giới này gồm chân hồn, tử phủ, thiên môn, hồn biến, chí thần và bất diệt. Đương nhiên không phải tất cả các cảnh giới nhỏ ấy đều thích hợp với Ngô Bình của bây giờ, dẫu sao ở thời không khác nhau thì trật tự cũng khác. Sau một hồi nghiên cứu, Ngô Bình thấy có chân hồn, thiên môn và hồn biến là có thể dùng được. Nhưng phải đảo lộn trật tự thì anh mới có thể tiếp nhận được truyền thừa ở đây. Muốn lĩnh ngộ được thì phải đột phá cảnh giới thần anh đã, Ngô Bình lẩm bẩm. Hiện giờ, anh thử cách tu luyện của hồn biến trước, thần hồn trong pháp thai bắt đầu lột xác lần đầu. Sức mạnh khiến nó lột xác chính là sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể của Ngô Bình, bao gồm cả hình xăm đại ma thần mà anh vừa xăm. Luôn sức mạnh của đại ma thần tiến vào pháp thai để giúp nó lột xác. Quá trình này không dài, nhưng rất đau đớn, Ngô Bình phải nghiến răng chịu đau. Khoảng hơn 3 tiếng sau, lần lột xác thứ nhất đã xong, đây là thần hồn nhất biến. Sau đó, anh mượn sức mạnh của sao trời để bắt đầu lần lột xác thứ hai. Cuối cùng, anh dựa vào sức mạnh của trật tự mà mình lĩnh ngộ được để tiến hành lột xác lần 3. Khi xưa, thần hồn của anh đã lột xác 10 lần, nhưng giờ chỉ còn lại 3 thôi. Lần lột xác thứ 3 kết thúc, thần hồn trong pháp thai của Ngô Bình đã mạnh mẽ hơn, một sức mạnh bức người tuôn ra. Pháp thai vỡ. Một thần anh được bao bọc bởi ánh sáng đã lao ra khỏi người Ngô Bình rồi lơ lửng trên đại điện. Hình dáng của nó giống hệt như Ngô Bình. Thần anh của người bình thường chỉ cao hơn bí thần cũ 1 đến 2 lần, vì căn bản của thần anh là bí thần. Nhưng thần anh của Ngô Bình thì khác, đầu nó gần chạm đến nóc đại điện, thần anh của tu sĩ bình thường so với nó thì chỉ như con kiến. Nếu chia cấp bậc theo sức mạnh thì thần anh của anh phải gấp thần anh của người bình thường vài chục nghìn lần. Thần anh vừa ra đời đã nhanh chóng mô phỏng lại hình vẽ trong tranh, sau đó thực hiện các động tác. Động tác của nó rất chậm nhưng mỗi khi thực hiện xong thì đều có thêm một luồng sức mạnh tiến vào trong cơ thể nó. Các luồng sức mạnh này đang tích tụ trong người Ngô Bình, sau đó mở một cánh cửa cho anh. Phía sau cánh cửa này là chân tướng của vũ trụ, nguyên điểm của đại đạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 168.